Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Tiếp tục là giảm giá nữa các bạn ha. Lô này thì giảm giá từ 1 đến 200 nghìn thôi ha bạn ha. Đây là lô Mai Cát Bình Thuận ngày 28, bữa nay là ngày 30. Thế thì mình cũng bán giảm giá để anh em có thể dễ dàng sở hữu. Nếu mà mình không ra được thì sẽ để cho mấy đứa em nó trồng các bạn ha. Coi này sau giảm giá còn lại là 800 nghìn nha. Hoành 50, chiều cao 45. Anh chị em nào ưu ái thì liên hệ các bạn ha. Ngày hôm qua thì có một bạn đã có ý kiến với mình về việc nói phân tích về thầy thầy Minh Tuệ, thì anh em mà góp ý cho mình thì cũng rất là cảm ơn. Để mình lưu tâm ha bạn ha, và mình sẽ cố gắng để không có đưa cái những cái phần bình luận về thầy Minh Tuệ vào những cái video như thế này để tránh cái phản ứng trái chiều từ các bạn. Thì về thầy Minh Tuệ thì chắc là mình sẽ nói ở một cái video riêng phân tích theo về cái quan điểm của mình thôi. Phôi này sau giảm giá thì còn lại 600 các bạn ha. Đến nước phôi số 3. Phôi này là một cái phôi dạng rễ đế khá rất là đẹp các bạn. Rễ đế rất là nhiều. Hoành 46, chiều cao 35. Phôi này sau giảm giá còn lại là 700 nghìn. Giá này đã bao gồm phí vận chuyển cho anh chị em mình rồi ha. Anh chị em nào ưu ái phôi nào thì mình liên hệ để được kênh YouTube Sắc Vàng của mình phục vụ các bạn ơi. Hoành 46, chiều cao 35, sau giảm giá còn lại là 700 nghìn. Cuối cùng của cái phôi số giảm giá này thì còn có một cái phôi, đó là một cái phôi hoành 50, một cốt hai thân, chiều cao từ mặt đế lên là 40 các bạn ha. Chiều cao từ mặt đế lên là 40. Phôi này giao lưu anh em mình sau giảm giá còn lại là 900 nghìn, thì giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh chị em mình ha. Rồi anh chị em nào ưu ái cái phôi nào thì mạnh dạn liên hệ các bạn ha. Thì bên cạnh những cái phôi mai này thì bên ở cái lô mai ngày hôm qua thì mình còn lại một số phôi, anh em có thể xem và ủng hộ giúp cho giá sắt vàng các bạn. Rất mong được cái sự ủng hộ từ các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn nhiều giàu sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.